cẩm các cái bộ doanh nghiệp sẽ phải nhiều đông quá hay là cái bò còn phải doanh nghiệp điều chỉnh cái này mà lý còn cái cây để mà gió nhiều nó thổi qua đây. Đây là cái phần nó không được sao chỉnh được trong trong để mình chơi được nó. Chủ điều khiển thì có băng ga hay chế độ đường quay quạt đường quay quạt nhiệt độ bật chế độ nhiệt độ lên để này lên nhiệt bật chế nhiệt độ còn bật quạt lên thì gió thổi có tiếng gió ở đâu còn nhiệt độ chỉnh bao nhiêu đó chỉ cài đặt ở đây đó. Quay thuận ngược thì cái bật đây chỉ ngồi lại chỉ bật đây cái đây chỉ ngồi lại thuận ngược đây chiều quay một cái vòng tổng quát thì có máy ha. Tao quay mấy sáu tắc nhỏ thôi, là tao quay để mình chọn liệu cho nó dễ á. Rồi giờ mình sản xuất á, giờ mình sẽ mở nắp ra, tắt máy đi. Thì mở mắt, tắt nó gỡ nắp ra. Thì làm có cái gờ để gỡ đó. Bên đây cái sản phẩm mình yêu cầu trộn bột á, bên đây là mình chía của cánh mình. Mình sờ sản phẩm. Cái cây á, hỏi mình sẽ đúc vô thì hỏi gió nhiệt ở đây nó thích qua chiều nào đó mình nữa.